Dạ xin chào mọi người ạ. Hello mọi người. Em ơi em cầm cái chỗ cho anh em xin chị. Cánh đường đi. Chạy rồi. Ê, trời ơi.
Dạ đây là quầy của Jessica. Ờ, và Jessica có một cái biệt hiệu giống cái cầu thang. Đây là cái bậc tam cấp mọi người. Nhẹ cảm. Nghe nghe nghe. Không đây không quảng cáo vậy đâu. Ở cầm đi lát gửi 50. Nghe nghe nghe. Được cái gì rồi cho anh ta kìa. Được cái gì? Được cái mít, được cái mít. Được cái mít vô. Bỏ vô. Được cái mít của anh. Ok mọi người. Dạ à, bây giờ mình đang đứng ở tại quán Cà Thôi. Dạ Cà Thôi Tha của Thái Lan nha quý vị nha. Dạ. À Bồ Nhi ơi em nói tiếng Hà Thái cho Bồ Nhi. Cà Khó Khé, Cà Khang Khuôn, Cà Khang Khuôn, Cà Khang Khuôn. Mày mắc ìa kia. Đó nói tiếng Thái mà tưởng đâu nó bị bớt. Dạ đây là bà chủ của gian hàng trái cây nha mọi người nha. Bà chủ này dễ thương lắm. Thật sự em nói bà muốn quán... giả vô mặt người ta. Ê là nó quảng cáo trái cây bị nọ mọi người. Giống đập đánh với bà chủ này dễ thương lắm mọi người. Quá trời luôn. Mọi người nhớ là đến Đầm Sen Que. Tại cái khu phức hợp đằng sau lưng của Đầm Sen Que. Mấy bên ta phải mọi người. Thì mọi người sẽ đến với lại Cà Thơi. Tiệm Cà Thơi trái cây rất là đặc biệt mà ngon lắm nha mọi người nha. Thật sự. Mà đặc biệt ở đây là cái trái cây nó gồm 12 món nước chấm. Mỗi này 12 món nước chấm mà của Thái Lan. Ờ đúng ở Thái Lan đây giờ luôn. Nó nổi liên quan liên bên đây. Thái Lan là Tây Nam. Dạ. Đây đó. Đó đây là 12 món nước chấm đặt đây đây nè. Chị mà ông quay là quay. Không quay luôn. Ông ngạc với mình luôn á. Bên đây nè mấy anh liên giùm em qua bên đây đi mấy anh. Mấy nó cũng nằm vậy luôn mà. Hết di chuyển qua được cái hũ muối rồi. Mình lươn anh mình liên giùm mình em năn nỉ anh liên giùm em đi. Mình năn nỉ liên giùm em qua. Qua hôm mình qua gia hàng mới cho mà họp chứ. Mới mới đi. Đồ chua. Đây mọi người đồ chua. Còn đây nè, đây là quầy ủa. Chị ơi, cao găm của chị hình như nó buồn nó héo nè. Đây là cái gian hàng, mọi người biết gian hàng của ai không? Đây là gian hàng của chị Hai ruột bánh mì. Sao? Tại sao là chị Hai ruột bánh mì? Tại vì cái mặt của bà giống như bánh cái ruột bánh mì bỏ dưới nước nó nở tại bẻ ra. Chị Hai cởi cái mặt cho ta thấy mặt chị coi. Để cho ổ bánh mì không? Đây 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 che lại che lại mặt. Cái gì vậy? Nước. Trời ơi. Dạ mọi người ơi. Đây là cái gỏi cuốn nó giống cái dù cua kia. Dạ mọi người nhớ đến đây mọi người ủng hộ cho dân á. Há cảo nè. Ở đây có há cảo mọi người nha. Đây là há cảo có gỏi cuốn. Dạ. Gỏi cuốn thì có. Thấy thấy cái nào cho luôn. Ơi. Quên cái đầu cái gì? Trời ơi. Này há cảo nè mọi người, đây là gỏi cuốn. Gỏi cuốn là có gỏi cuốn tôm nè. Có gỏi cuốn lẩu tai heo nữa mọi người nha. Đó, tụng chân thôi chị ơi, tụng chân thôi trời ơi. Mọi người ơi, cái món này là món rất là đặc biệt á mọi người á. À, tại món này món rau găm hấp. Đây là món rau găm hấp nha. Nè, anh đó bơ cho chị cắt 2.000. À, chú cho bán 2.000. Dạ, bán mấy cọng rau găm đi. Thật sự luôn bán hộp há cảo. Hộp há cảo. Một viên. Dạ đặc biệt mọi người ơi, đây chị Hai bánh mì có một nhân viên rất là đẹp, xinh lét. Trời ơi, quý vị thấy rồi. Nói chung là bán cái gì nó phải giống, cái mặt nó giống cục há cảo mà bị sình đó mọi người. Giống cái này nó là nước tương nhưng mà đem vô quy là bá ơi. Rồi bây giờ mọi người ơi, mình sẽ bỏ qua gian hàng của chị Hai bánh mì. Thì mình sẽ đến một cái gian hàng mới, là gian hàng của bé ba. Bé ba. Đây. Đây là gian hàng của bé ba, à, bánh rán bé ba mọi người, kính mời mọi người. Đây, đây này. Đây kìa. Đây nè, đây nè. Quay. Ê, giống quá à. Giống mấy thằng tội phạm cho tôi lộn cho nó. Còn mình đó. Rồi, đây quán bánh tráng bé ba cho mọi người nha. Bánh tráng bé ba là có rất là nhiều món. Có nhân, xúc xích. Hả? Ba tê. Ba tê. Gà bông. Trời ơi. Phô mai. Cũng cái gì ở dưới hoài vậy xuống. Làm màu. Ngon này. Dạ kính thưa mọi người, một phần như vậy chỉ có bao nhiêu một cái? 17.000 là bánh thập cẩm rất là ngon. Và thật sự mọi người á, có thể là mọi người nói em nói xạo hay gì thì mọi người cứ đến Đầm Sen Que ăn thử. Chứ thật sự em giới thiệu á thì mọi người chỉ thấy hình ảnh thôi. Nó ăn liên máy gì em ăn nghỉ luôn. Liên máy vô đây nè. Này nấu bằng đó. Đi đem đi. Một lượt. Trời ơi, liên quá. Người bé ba cái đè đầu đi. Rồi, cảm ơn bé ba nhiều. Mấy anh ngoan quá. Mình phải thương quá à. Thiệt đó, cái này mình quặn xong hết luôn. Bây giờ mình đi qua tới à, của con này. Bỏ, bỏ. Cái nhà hàng đó bỏ. Đây. Cái gì vậy?
hết rồi, bán hết rồi. Mọi người, đây là cái quầy của Bội Nhi mà mới bảy mấy nó hết rồi. Đó. Giờ còn cái bình đó, mình review cái bình kia thôi. Hết đi, hết đi. Trời ơi thơm quá à, cái bình này bình giống như là bình ke vậy. Có cái này nữa chị nhai thử coi nó. Mày nhai thử đi bị thọ. Đây, cái quầy của Bội Nhi á, bình thường là Bội Nhi sẽ bán cá viên chiên nè, mà làm sốt gì? Nước mắm với sốt Thái. Nước mắm với sốt Thái rồi có rau rau muống vô nữa, rau chua vô leo, chứ không đơn giản là cá viên chiên bình thường nha mọi người nha. Có thể mix đủ thứ loại vô luôn rồi. Hình như là cá viên chiên này có ốc heo nó có bao nhiêu là làm cho chị ăn á. Ấy chị nghĩ là bảy sọ mà có ốc heo. Rồi, hy vọng mọi người sẽ tới ủng hộ Bội Nhi nha. Cho quên hết rồi, đi đây nè. Anh Nhật Lê nha. Anh quán này là tên là Nhật Lê. Nhật Lê. Nhưng mà mọi người có thể gọi là Nhật BD bình thường. Bóng kính. Bóng kính. Bột ngon lắm nha mọi người ơi. Đặc biệt là chồng bạn có một anh bạn. Bạn thân rất là đẹp trai. Hả? Trời sao quay cái lưng tôi không vậy? Dạ kính thưa mọi người, đây là gian hàng của anh Nhật. Anh Nhật bánh bò. Đấy, chỗ của bò. Chỗ của bò mọi người. Đây, hay là đi vô, đi vô. Đây, cái hộp này màu sắc keo. Wow. Dịnh, dịnh nha thôi, dịnh. Đó, một phần như vậy là bao nhiêu anh Nhật hả? Phi, phần này là phi mọi người. Đó, chú, chú. Ốc chó này bán bao nhiêu tiền anh Nhật? Cái này 40 là 60. 40 là bên đây. 60 là bên đây. Có 3 phía nữa. Rất là nhiều á mọi người nha. Có thêm 3 phía nữa ngon lắm. Mà cái này mọi người ăn không hết, mọi người lấy cái quặng đổ vô cũng được mọi người. Xay ra đem qua quán gì được xay ra. Xay ra. Đúng rồi. Xay đổ cho mày đó. Nhiều món thì cái gì vậy đó. Ủa tôm này là sao vậy mà? Sốt nước mắm. Sốt nước mắm có sườn qua. Cái món này nó là du thuyền nè. À chiếc du thuyền. Không mà cái này là cái khẩu trang. À cái khẩu trang mọi người. Đây là cái khẩu trang để tránh đi trường hợp à. Rồi bên quán anh Nhật đã bán đầy đủ rồi mọi người thấy. Trưng bày rất là hấp dẫn ha. Rồi tới cái dòng hàng của bóng kính nữa. Ở đây là nó cây tô. Hết cây luôn. Hết cây luôn. Hết cây luôn. Hết cây luôn. Còn hết luôn hả? Hết luôn. Hết luôn. Trời ơi. Thấy cho mọi người. Mọi người tới đặt tiền que đi rất là vui. Tới lẹ là mọi người phải tới sớm. Bội Nhi là bảy là mấy là Bội Nhi đã được ủng hộ của mọi người rất là nhiều và bán hết luôn rồi. Còn ở đây là cũng sắp hết luôn nè mọi người. Đó, hy vọng mọi người sẽ tới đặt tiền que là mình đi đường và mình quẹo vô kênh Tân Hóa. Bên hông Đầm Sen á, mình sẽ thấy một cái khu vui chơi giải trí rất là lớn và sẽ hoạt động tất cả các ngày trong tuần luôn. Lễ Tết và đặc biệt Đầm Sen cũng bán. Đúng rồi. Đặc biệt mùng 2, 16 phút của hộ diễn diễn. Không có kể. Vô đây nè. Trời ơi. Có gian hàng luôn nữa. Wow. Đồ này đồ tươi sống nha. Đứng qua đây đi. Đồ này đồ tươi sống mọi người. Rất là đẹp. Đó, nè đang nướng trực tiếp luôn nha mọi người. Rất là ngon. Ngoài ra mọi người có vú heo đó nè mọi người. Đấy. Chú mày là chú bò. Dạ mọi người ơi, đây rất là ngon mọi người. Ngon lắm. Thật sự mọi người đã đến với lại Đầm Sen que thì mọi người sẽ không tránh khỏi những món ăn rất là đặc biệt. Tôm tươi. Tôm tươi. Ăn đây. Ăn đây. Thử ra không được, không được. Và bây giờ qua cái gian hàng đồ nướng của quán ăn Xuân Xu rồi. Ủa mở quán không phải của Xuân Xu nha mọi người. Quán người ta. Mà người ta hái mộ Xuân Xu, ta lấy tên Xuân Xu luôn. Ha, Xuân Xu là chủ mọi người. Không ai cùng cái quán, kế tiếp là quán mình. Quán Mai Thị. Mai Thị đây. Buốt à. Thật sự. Đặc sản là gì đó. Mọi người biết tại sao mà cái quán này có tên quán Mai Thị không? Vì đặc biệt á, cái em chủ quán á tên là Nguyễn Thị Mai. Đây em thấy không? Đây bóng kính nha mọi người. Đây menu nè. Mọi người thấy cái menu không đó? Quá trời món luôn. Đặc biệt ở đây là mì Ý Bacatti là món đặc trưng ở đây. Không trong đó là có chị trả tiền em ăn liền. Còn ở đây là mì cuốn nha mọi người, rất là ngon. Đó, nè cái này là mì Ý nè. Mì Ý Bacatti rất là ngon. Là đặc trưng của quán này. Bây giờ về đi. Tôi mua. Ta thử ăn mỗi một cuốn đi, từng người ăn đi. Có tiền trả thôi. Má má 100 ngàn má. Ờ. Để gì ăn luôn á chị. Để ăn. Chén cơm 20, chén cơm 20. Anh lát đưa bà nội. Má cái quý quá. Ngày thứ ba chưa? Thứ sao? Mà thi mà ăn cũng trả tiền. Mọi người ơi, thật sự. Cái này là em ăn giùm cho mọi người. Em thì rất sức khỏe, rất là tốt. Mọi người ơi. Có tí trong thành nha. Mấy con người
là ngon. Có cảm giác đó chị. Ôi nha, cái chua quá. Chua mùi rồi quá mọi người. Ở nên á em là chưa cảm nhận được luôn. Nha chỉ em cái đó chị. Em còn nhiều lắm nghe. Ăn luôn cái dĩa đi. Rồi Duy ăn đi. Nè, bây giờ tôi còn Duy review nha. Dạ. Trong khi mà thời gian review đồ ăn thì phải bắt buộc phải tháo khẩu trang, mọi người thông cảm nha mọi người. Đó. Ngon lắm mọi người, ngon. Nó chưa nha. Nó chở nó cuốn hải cả quá trời. Phải nó ngon, không ngon mới chửi. Nó cuốn hải cả chung. Đã ngon mọi người, không có ngon á. Một lát ra nó lấy tiền đó mọi người. Ủa chứ giờ nó cũng lấy đó. Ủa nè. Nó mày ăn nè. Lột dùng con bé. Mang khẩu trang của nó bay râu á, mọi người đừng có quay râu. Cái mặt tái nhợt. Đây. Đây của Hào. Nghe ghê quá tôi ơi, tôi lại phải mẹ đàng hoàng quá. Ăn được không vậy? Ăn được, có chiếc đèn ngon không? Mấy cái hộp ngon không? Bì tao mà. Con ăn bì nữa. Có đâu quên. Không cần phải là có cài. Rất là ngon. Bánh lăng cao cao. Cái này là chị tự phụ là giá tiền. Quay cái điện thoại em đó nha. Tự giá tiền. Cái này được. Cái này không có giả. Chị giả. Hello chị, xin sướng. Chị xin sướng. Hello chị. Ủa cái này là. Ủa em ơi, cái này là phí hay là tự trả vậy em? Sao cái này em mời mấy chị á. Trời ơi, mời. Em mời nè. Mời là phải review sao cho nó được có giá trị. Hơi mùi nhăn nhập của thịt nước bồng ra ba là chín miếng ở nè nàng ăn chung quá được à nè đếm cho anh bọn thấy gì đó sao nè 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 không phải ba nè 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 cầm đi cái muỗng mới bà nội rồi. Bồi Nhi cái đầu nó đã gan tay không được 30 ngàn 30 ngàn một phần này không có em chưa đâu á nó lấy tiền á em chưa đúng là 30 ngàn trả tiền má trả tiền đi ấy nãy giờ em thấy gì à dạ dạ ăn bình thường gì đâu rồi mọi ba chục ngàn bình thường rồi nhưng mà thái độ ba chục ngàn ăn bình thường ăn bữa ăn rồi ngon nhưng mà ngon nhưng là lấy tiền đúng không bình thường ăn bình thường gì đâu hương vị rất là đậm đà đúng rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều hy vọng mọi người sẽ tới đặt xem me để ủng hộ cho bọn Nhi nè ủng hộ cho các tiểu thương ở đây nữa cho mọi người nha. Đừng quên là ủng hộ cho đoàn của tôi hôm nay. Là đúng rồi. Nói chung là đây sẽ là một cái khu phức hợp của các chị em LGBT rất là nhiều từ bây giờ là có ăn uống nè, có giải trí nè, sắp tới sẽ có là mua sắm nữa nha mọi người. Hy vọng mọi người sẽ tới đầm xem ve. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn.